Đây là hình ảnh tại một nhà hàng trên đường Trần Bình Trọng, Hà Nội. Cách quảng cáo như thế này đã thu hút được khá nhiều thực khách. Câu chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như một trong những sản phẩm rượu Rockman có nồng độ cồn 33 độ lại được đăng ký dưới hình thức là thực phẩm chức năng. Bia là bia, rượu là rượu, không có cái loại gọi là cái thực phẩm chức năng. Thực phẩm chức năng nó là một cái sản phẩm để hỗ trợ cho cái việc nâng cao sức khỏe của cái người sử dụng. Công ty Ngôi Sao đã được Cục An toàn Thực phẩm cấp cho hai loại sản phẩm. Một là loại Rockman 33 độ rượu ngâm trong các cái dược liệu mà chúng ta vẫn trước đây chúng ta vẫn gọi hay là gọi rượu thuốc. Và cũng một loại nữa là ở ngâm ở trong cái độ cồn 12 độ. Công ty này sau đấy thì cũng có hai cái sản phẩm chi cục của Hà Nam cấp phép. Thời gian qua sau khi nghe một số thông tin, chúng tôi đã tiến hành cho thanh tra ở công ty này và đã phát hiện ra rằng là công ty này có một số cái sai phạm, nhất là về nhãn sản phẩm. Ngay sau khi phát hiện, Cục An toàn Thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cấp cho sản phẩm thực phẩm chức năng Rockman của công ty cổ phần Sao Thái Dương do vi phạm quy định về ghi nhãn sản phẩm. Đồng thời yêu cầu công ty tháo gỡ các nội dung quảng cáo sai quy định, cải chính trên phương tiện thông tin đại chúng, dừng lưu thông, thu hồi để khắc phục. Gần đây nhất, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định thanh tra xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm tại công ty cổ phần Thế giới Khoa học và Tự nhiên với 8 loại sản phẩm quảng cáo có nội dung không phù hợp như đã đăng ký. Trong đó, sản phẩm thực phẩm chức năng Genki 9 King's Secret bị buộc phải thu hồi lô từ tháng 10 năm 2013 đến nay vì ghi nhãn không đúng sự thật, đánh lừa người tiêu dùng. Quảng cáo nhưng nội dung không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký và đã được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận. Đối với sản phẩm Genki 9 này thì tại thời điểm thanh tra chúng tôi phát hiện thấy có cái vi phạm về ghi nhãn. Cụ thể là đây là nhãn sản phẩm ghi chưa hoàn toàn phù hợp với nhãn do công ty đã công bố và được Cục An toàn Thực phẩm xác nhận. Từ đầu năm đến nay, Cục An toàn Thực phẩm đã ra quyết định xử phạt hơn 27 trường hợp vi phạm. Theo thống kê, sai phạm quảng cáo của thực phẩm chức năng hay gặp nhất là quảng cáo có nội dung không đúng với đăng ký, quảng cáo sai về đối tượng sử dụng, thành phần cấu tạo, sai về công dụng. Cũng có trường hợp quảng cáo sản phẩm có công dụng gần giống hoặc làm người đọc dễ hiểu là thuốc chữa bệnh. Các chuyên gia cũng cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng trước hàng loạt các thực phẩm chức năng đang được quảng cáo thổi phồng sự thật.